What the hell? Thầy xin chào Tuấn Hải, xin chào bạn Đăng, bạn Trung, Tiến Đạt, bạn Anh Vũ. Nay thầy trò mình tiếp tục với nội dung buổi học về cấu trúc tuần tự. Hôm qua thầy trò mình đang vui thì do thầy hẹn giờ nên nó có tắt lúc nào không kịp trở tay. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ học là nhiều hơn. Hiện nay thì trên server thì các bạn học sinh, các em đang nộp bài rất tốt, để ta được bạn xem bài nữa, bài làm của các bạn đang nộp ở trên server đây. Rồi đã thấy bài của Đăng nộp ở đây, ta thấy Tuấn Hải nộp ở đây rồi, và các bạn khác nữa. Hiện nay có khoảng tầm 90 bạn này đang nộp bài trên hệ thống, và hy vọng là các bạn sẽ khai thác cái hệ thống này để nộp bài. Các em lưu ý trên kênh YouTube của thầy có các cái video bài giảng, thì các em cứ làm bài trên video đấy và nộp bài thì hệ thống nó cũng sẽ chấm bài bình thường nhé. Rồi hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với nội dung. Hiện nay thì đang đang chấm TT18 à. Để toàn bớt cái Zalo này cho thầy cho mình tôi nhanh một chút. Lãng qua. Hôm nay ta sẽ chưa nhanh một lượt các bài, sau đó các em chia sẻ màn hình làm các bài, sau đó thầy sẽ nạp bộ test vào. Ở trong phần cấu trúc tuần tự này thì chúng ta đang làm quen với mô hình bài toán xác định bao gồm 3 thành phần. Một là xác định bài toán, hai xác định thuật toán, ba là viết chương trình. Xác định bài toán tức là hỏi xem bài toán cho cái gì và cần tìm cái gì. Xác định thuật toán tức là trả lời cho câu hỏi làm như thế nào. Và thứ ba là viết chương trình, thì viết chương trình theo cái cách ta đã trả lời, mô tả được cái cách mà ta đã làm như thế nào đấy. Hôm qua thì ta đang quay tiếp sang bài số 19 rồi nhỉ. Rồi đến cái bánh chưng bài số 20 đã xong. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ tua nhanh từ 21 cho tới 30 nhé. Sau đó các bạn chia sẻ lần lượt bài làm. Thầy sẽ hôm nay ta thay đổi chiến thuật một lúc. Đó là thầy sẽ chữa thuật toán và các bạn sẽ góp ý kiến trong cái quá trình phát biểu ý kiến trong cái quá trình thầy giảng. Ta sang tiếp bài này. Ở bài 21, đề bài thầy đã gửi ở trong nhóm Zalo. Bạn nào chưa vào nhóm thì các em
nhớ vào trong nhóm, thậm chí các em mời cả phụ huynh vào để thầy trò mình có kênh thông tin để phụ huynh biết được các em đang học đến đâu. Được. Con xong bài 21 rồi ạ, con chỉ thêm free open thôi ạ. À, quá tuyệt vời. Sao ta tích cực. À, ta sang bài 21, bài 3 21 là một cái bánh pizza hình tròn, bánh nhân thập cẩm. Ừ, đây là một vị thầy rất hay thích. À, mỗi lần ăn bánh pizza thầy thích nhân thập cẩm hơn. Các bạn thì sao? Ta sẽ chia Pineapple rất pepperoni. các bạn. Ta chia cái bánh pizza thì thường người ta sẽ cắt nó thành các thành phần, thành các cái miếng giống như hình tam giác ấy, nhưng mà nó có cái cạnh cong cong. Người ta yêu cầu là nhập vào bán kính của cái bánh pizza hình tròn, hãy tính chu vi và diện tích của một phần bánh mà cái này anh giữ lại. À, như vậy thì ở đây ta sẽ nhập bán kính R và ta đưa ra chu vi và diện tích. Ta gọi P là chu vi và S là diện tích thì của phần hình bài, của một phần bánh, chứ không người ta không hỏi chu vi và diện tích của ấy. Vậy thì ở cái bài toán này thì để hiểu rõ hơn thì thầy cho mình chờ thầy một tí, lấy một cái ảnh bánh pizza vào. Trời ơi ngon quá. Em lúc thì không có những thập cẩm và pineapple ạ. Yeah. Đây. Thầy đang đã. Sao chép hình ảnh sao nó chưa cho mình. À đây rồi. Bạn nào chưa ăn cơm chắc thấy ngon lắm đây. Đấy, nhiệm vụ của chúng Con ta vừa là uống coca ạ. may bánh, may quá cái bánh này họ cũng cắt nó thành 8 phần luôn. Thế nó mới ngầu nhỉ. Vậy thì bây giờ cái miếng bánh này chúng ta cần phải tính diện tích của cái diện tích miếng bánh này. Diện tích miếng bánh này thì các bạn nhìn trên hình đấy. Đấy, nó là cái hình cong như này. Đấy, diện tích của cái miếng bánh, cái 1/8 của hình miếng bánh đấy. Vậy thì ở đây thì các bạn nhận thấy cái miếng bánh pizza rất chi là ngon. Có dịp gặp Tuấn Hải, mời Tuấn Hải ăn luôn một nửa cái. Và gặp Đăng cũng vậy. À, sau khi nhập R vào là vậy thì ta sẽ thực hiện nhập R. Ta tính diện tích. Diện tích của đường tròn tính theo công thức gì? Xin mời các bạn comment vào cửa sổ chat. À, xin mời Tiến Đạt, xin mời anh Vũ. Hãy comment cho thầy biết diện tích đường tròn S bằng gì? Đấy. R mũ 2 nhân 3,14 ạ. À, R mũ 2 nhân 3,14. Như vậy thì thằng R là bán kính ạ. rồi, nhờ R mũ 2. Như vậy ta có R nhân 3,14. À, như vậy thì ta có S là diện tích của hình tròn thì bằng pi nhân R bình bằng 3,14. Từ đó suy ra diện tích của một phần bánh sẽ bằng bao nhiêu? S1 sẽ bằng bao nhiêu? Chiếc bánh pizza của chúng ta sẽ cắt thành 8 phần. Vậy thì mỗi phần diện tích của nó như sẽ bằng nhau. Vậy thì S của ta sẽ bằng gì? Xin mời Quang Trung, xin mời bạn Khánh. À, Tiến Đạt cho rằng bằng S chia 8. Ok, xin cảm ơn Tiến Đạt. Bằng S chia 8. Như vậy thì ta đã tính được diện tích của nó rồi. Bây giờ tiếp đến, thầy trò mình sẽ thực hiện tiếp công việc, đó là tính chu vi. Bây giờ ta cần tính chu vi của một phần bánh. Chu vi của một phần bánh thì ta đã biết rằng là muốn tính chu vi của một phần bánh thì tiện thể đây thì ta tính luôn chu vi của hình tròn.
Ta tính chu vi P đi. Chu vi đường tròn thì được tính bởi công thức gì? Công thức nào? Xin mời các bạn cho thầy biết chu vi của đường tròn được tính theo công thức gì? Trong khi lập trình thì có một số các cái công thức liên quan tới toán học ta cần tìm hiểu để ta nhớ nó. Trong một số bài toán lập trình ta cần dùng đến nó. Tiến đạt trả lời bằng 2 nhân pi nhân r. Rồi Khang cũng cho trả lời vậy. Vậy cảm ơn các bạn thì sẽ bằng là 2 nhân pi nhân với r. Đó, đây gọi là chu vi của hình tròn. Về chu vi của chiếc bánh của ta thì ta nhận thấy rằng là chu vi là gì? Cầm theo bát cơm. Con bà không Thế con. cơ quay lại ngồi đấy ăn hết. Thì khi đó thì các bạn cùng quan sát nhé. Bây giờ thầy cho mình lấy cái miếng bánh pizza này kéo cho nó to ra. Úi giời, mòn quá. Lâu lắm mới không ăn pizza. Đây các bạn nhận thấy rằng chu vi của miếng bánh hình tròn thì nó bao gồm có cạnh này. Đấy. Các bạn hãy cho thầy biết độ dài của cái cạnh mà thầy vừa vẽ bằng bao nhiêu. Độ dài cái cạnh thầy mà vừa vẽ ở trên hình ấy, thì nó bằng bao nhiêu? Mấy đứa đâu rồi? Sao tự nhiên thế? À, xin mời các bạn. À, tiến đạt cho rằng nó bằng r. Rồi, rất chính xác. Như vậy thì ta nhận thấy rằng cái cạnh thứ hai của ta. Đấy, như vậy chu vi của nó sẽ bằng là cạnh 1 cộng với cạnh 2. Rồi, để tiếp đến là cái cạnh thứ ba. Cạnh 3 nó là cái đường đường cong này. Các bạn hãy cho thầy biết cái cạnh 3 độ dài nó bằng bao nhiêu? Xin mời các bạn. Các em có thể bật mic lên để nói hoặc là sử dụng cửa sổ chat. Hãy cho thầy biết cái cạnh số 3 mà thầy vừa vẽ ở trên hình nó sẽ bằng bao nhiêu? Mày trả lên. Chia 8 luôn này. À, chính xác, nó bằng chu vi chia 8. Chu vi của đường tròn đó là tổng độ dài các cái đường biên. Các bạn đã nhận biết được rằng chu vi của đường tròn đó là tổng cái độ dài của nó sẽ bằng chiều dài của một cái dây quấn vòng quanh cái bánh này. Thì cái đường độ dài của cái dây quấn vòng quanh cái bánh đấy thì người ta gọi là chu vi của đường tròn. Như vậy thì cái miếng bánh này cắt thành 8 phần, vậy thì độ dài của cái cạnh cong này sẽ bằng là 1 phần 8 cái bánh, bằng 1 phần 8 diện tích cái bánh. Vậy thì từ đó thì mình suy ra được rằng chu vi của một phần bánh, cái biến P1 này sẽ bằng chu vi của đường tròn chia cho 8 cộng với cái cạnh số 1 có bán kính có độ dài bằng bán kính, cạnh thứ hai cũng có độ dài bằng bán kính, như vậy thì nó sẽ bằng là 2 nhân với r. Ở đây thì ta sau đó ta sẽ thực hiện, người ta hỏi là hãy tính chu vi và diện tích, vậy thì mình sẽ đưa chu vi ra trước, diện tích ra sau. Vậy thì ta đưa chu vi ra trước và diện tích ra sau. Lưu ý rằng cái biến tất cả các biến ta sử dụng kiểu số thực. Khi đó trong cái quá trình chia thì nó mới chính xác được. Vậy thì trên đây là hướng dẫn của cái thuật toán bài số 21, bài toán các bánh pizza. Quả chứ.
Rồi, xin mời các bạn làm bài này. Tranh thủ đúng Để tạo tiếp. các bạn làm bài này thì thầy sẽ yêu một chút cho con. Rồi, như vậy thì ta đã có cái bài kế tiếp là bài TT bài 21. Xin mời các bạn làm trong lúc mà các bạn đang làm bài 21 thì thầy sẽ gửi tiếp các bài sau để các bạn cùng làm. Con xong bài 2, hai con xong bài 23 rồi. Quá tuyệt vời. Một thứ nữa là phi nhân phần thôi ạ. Con làm mấy bài 26 ạ. Xây nữa thôi là có test rồi. Từ khi bài mong vẫn nhìn bánh ngon quá. Xin mời các bạn chia sẻ bài làm của mình luôn. Trong thời gian các bạn chia sẻ bài làm của mình, thầy đang thực hiện thao tác tạo test. Tất cả các em tham dự cái khóa học của thầy thì các em chủ động trong cái việc chia sẻ bài làm nhé. Bởi vì bây giờ mình đăng ký một cái khóa học thì mình cố gắng là được phát biểu nhiều nhất, được nói chia, được chia sẻ bài làm nhiều nhất, được học được nhiều nhất có thể. Đó là cái cách mà thầy tham gia các cái khóa học của khi mà thầy tham gia các khóa học nào đó. Ví dụ Dạ, như đây là bài của em ạ. ở đây 1 giây. Bài này thì nó mới là chu vi và diện tích của đường tròn. À, còn miếng bánh nữa. À, ok. Dạ, cảm ơn thầy. Em cứ chia, cứ để màn hình nhé. Dạ. Bài 20 chứ rồi, cái bài 20 thế nào thì lại chưa tạo này. Thầy thấy ổn chưa thầy? Có sao con gái giá trị mới cho nó thầy? Cái set precision fit nó là fit set precision chứ fit nó đứng trước, sau đó đến Gì chữ trái? Fit nó đứng trước hả thầy? À. nó đứng trước Ôi, dạ ok thầy. rồi. Cái thứ hai nữa là cái fit set precision ở phần sau mình bỏ đi được, không cần dùng, Ồ. bỏ tiếp đi được, bỏ đi luôn cái thằng set precision, cái thứ hai cũng bỏ đi được luôn. Vậy nó chỉ tính đầu cuối luôn hả thầy?
Tức là khi bắt đầu gặp câu lệnh đấy thì tất cả những câu lệnh nào phía sau mà sale ra cái giá trị kiểu số thực thì nó sẽ sử dụng cái định dạng mà mình đã đưa. Chà. Ok, giờ ra chính xác rồi thầy. Để em bấm máy tính lại thử coi nó ra đúng không. Đấy, thầy đang. Anh chia tám. Dạ thưa thầy đáp số đúng rồi. À, để con dừng chia sẻ. Ok. Xin mời các bạn khác chia sẻ bài làm của mình. Em quên một bước quan trọng. Mama gọi con. Được rồi. Rồi, cốt chương trình rất sáng đẹp, các dấu cách hợp lý. Đi vào bài thi. Nhanh. Rồi, kết quả là chính xác đến 2 trên số tập phân. À, cái tập bài TT này thì mọi bài số thực thì các bạn đều lấy kết quả đấy chính xác đến 2 trên số tập phân. Rồi, xin cảm ơn Đa. Xin mời các bạn là cuối tiếp. Tuấn Hà chia sẻ bài này chưa nhỉ? Bài 21 đúng không thầy? Bài 21. Đây À. À. ạ. Tại sao cao thì nó gần thầy này? Đâu, thầy đang ngồi cho em bé mâm. À. Ừ. Ủa? Ừ. Có đúng không thấy? Tức là em tích hợp tất cả trong một đúng không? Sau đó đưa ra giá trị luôn. Rồi, hoàn toàn hợp lý. Mà thấy thầy cái chu vi của con đúng không thầy? Phải cộng với cả r nhân phải cộng cả r nhân 2 đúng không thầy? Cái chu vi của con là đó là bằng 2 nhân pi nhân r chia 8 sau đó cộng với 2 nhân r là đúng rồi đấy. Tại vì cũng phải tính hai cái cạnh mà ở trong cái pizza nó không thấy. Đúng rồi, hai cạnh trong cái pizza thì nó bằng bán kính. Bằng thì vì nó có hai cạnh nên nó có hai bán kính. Con thích cái này đây chứ. Tức là thích kéo nó góc này góc kia, thường thường cứ để giữa màn hình thì đó là cái vị trí để mình dê chuột lên gần nhất. Con thích cái này thôi thầy. Đây. Nhưng con chẳng hiểu tại sao nó thế này. Mình xin cái R mà. Tôi chờ tí á. Một mít xuống dưới thôi. Vừa lỗi. Nó bị quẩy rồi. Thôi sao Thế màn hình bị lỗi không thờ? thì biết thôi, lỗi thật thì liệu hồn.
Ừ, mấy con này hỏi Rồi. đây Rồi như xong. này có đúng không? Đấy, để con vào máy tính cầm tay. Các bạn nộp lại bài 20 nhé. Thầy vừa mới phát hiện ra là hôm qua sót mất bài 20, thế mình buồn. Ừ, Thế nào, sót mất bài 20. nhanh con nhanh 3.10 rồi 14 chia 8 7.25. Cộng với cả 20. Đúng rồi. Còn cái kia là 100. 314 chia cho 8. Đúng rồi ạ. Đấy, khi mình làm thì đấy vấn đề là nó đang hệ thống đang chấm bài của Tiến Đạt. Các bạn kia đã nộp bài lên server nhé. Bài 12 chưa có test ở thầy. Chờ một tí. Tôi sẽ cố được. Bài Vâng. 20, bài 20 thì hôm Quên qua đi. thì ta có cái bài là tính diện tích của 1/4 cái bánh chưng, thì diện tích của cái bánh chưng nó là bằng là A bình đúng không? Thì diện tích của 1/4 bánh chưng thì bằng A bình chia 4, thì ta ép nó sang kiểu số thực. Chưa có bài 12. Thế phải nộp bài 12 đúng không thầy? Và có tất cả các server, các bài từ TT1 cho đến TT10, TT20 đã có Nộp test. hết ạ. Nộp chứ, nộp thì nó, cái hệ thống đếm bài nó mới đếm chính xác được ý, là bạn đã nộp được bao nhiêu bài. Chuẩn bị Ơ kìa. diện tích. Vậy thì nộp bài 12. Tại vì có vẻ cái bài 1 của con nó đã biến mất ạ. Đây. Ơ cái bảng xếp hạng cũng bị lỗi rồi. Cái bảng xếp hạng chờ tí nhé. Thầy clear lại cái bảng xếp hạng, cái thuật toán của nó đang chạy là cái thuật toán duyệt qua tất cả các cái tệp, cứ với mỗi tệp mở ra thì gấp tên thí sinh và gấp điểm, sau đó sắp xếp lại các thí Mà sinh theo điểm. Tuy nhiên cái giải thuật của nó không tốt nên hiện tại nó sẽ ra kết quả là bị chặn. Bạn chờ đợi một tí, thế bài tính thế bài. thế con nào bài 12 rồi ạ. Mình dạng đọc lên để Không xem. Xem lại chút thống kê bài xem Tuấn Hải được bao nhiêu bài rồi. Có nút thống kê ở trên màn hình. Nó ở bên kia chứ Tuấn Hải, ở bên chỗ thống kê thống kê cạnh nút chấm bài. chấm bài con nộp bài 12 rồi ạ. Đây bài 12 con nộp rồi thầy ạ. Nhưng tại sao cái chấm bảng xếp hạng của con nó bị lỗi hay thầy? Thì thầy vừa chia sẻ là do cái thuật toán để chạy cái bảng xếp hạng này thầy viết nó không được tốt lắm nên nó đang bị quá bộ nhớ. Quá bộ nhớ tức là khi mà giải thuật không tốt mà dữ liệu nó vào nhiều quá thì dẫn đến nó thông báo là bạn đã bị tràn bộ nhớ, và thế là nó èo luôn, nó hiện lên chữ bảng xếp hạng.
Do đó thì trong quá trình lập trình mình phải cố gắng, ngoài cách giải quyết được bài toán ra, ta cần phải gọi là tối ưu bài toán cho từng phép toán một. Người ta tối ưu đóng vai trò quan trọng để biết xem là mình đã làm tốt chưa. Đây. Được rồi, Tuấn Hải kiểm tra lại trên bảng xếp hạng được rồi. Bảng xếp hạng đó, nó vẫn còn đang lỗi ạ. Không biết À. là lý do là do mạng hay là do gì đâu ạ. Cứ refresh lại là được. Hay là thầy cho con xem trên máy thầy này. À, có ấn lại nút reload lại cái là nó tính lại lần được mà. Chờ tí. Chỉ click một lần. Ctrl R hoặc là F5. Mà thấy F5. ở đây có ai đã từng thi tin học trẻ không? Đấy. Các bạn ở trong lớp mình mới học lập trình từ đầu, không biết có bạn nào đã thi chưa? Năm Con nay thi ạ. à, Con thi nhưng bằng ngôn ngữ khác, ngôn ngữ lập trình cơ bản nhất, Scratch. Con chỉ giải nhất quận thôi ạ. Thì thành phố không phải cộng điểm mà với tất thành đâu ạ. ồ tốt quá. Đây. Tại sao tôi không phải là top 1? Tôi sẽ chuẩn bị đi spam server của thầy. Nào, nộp bài mới không nộp bài cũ nha. Điều Nộp gì đã xảy ra? Chẳng bài sao. bảo nộp bài mới chứ không nộp bài cũ. Chứ không tí Thế eo sao. bài mới là bài nào thầy? 21 là từ bài 20 trở đi. Nhưng mà thầy Các bạn khác tích cực tại rồi. sao người ta nộp bài 18, 19 lại thầy? Ủa, ai nộp bài 18, 19 vậy? Kích nó ra. À, anh Khang kích nó đi, anh Khang lại đọc cho. Rồi, xin mời các bạn khác có câu hỏi, có chia sẻ thì các bạn làm phải chia nói luôn để thầy cho mình giải quyết dứt điểm xong cái bài này. Chúng ta chuyển sang bài kế tiếp. Thầy ơi, cho em hỏi một cái bài được không ạ thầy? Ừ, em cứ chụp Là lấy thầy màn là hình. bài 28 á thầy. Ừ. Dạ, con hỏi chút thôi. Cứ nói mạnh dạn, cứ chia sẻ màn hình luôn. Dạ, bài 28 nó nói là tính tổng các chữ số chẵn từ 1 đến n. Viết Ừ. chương trình nhập vào một số nguyên nhân n và tính tổng các số chẵn từ 1 tới n. Ừ. Vì thế cho nên là bài 28 27 đúng không? Đúng rồi, bài 27 thì con có phải là y khi từ y từ 1 tới n mà tất cả các chữ số cộng lên lại là số chẵn cho nên y bắt đầu bằng 2 đúng không thầy? Đúng rồi. Cho nên là giờ mấy cái khúc sau là y bằng cộng 2 đúng không thầy? Đúng rồi. Bởi vì mỗi Và bước là thì số chẵn kế tiếp của nó sẽ là yeah. số. Em có thắc mắc là ví dụ như em nhập số số lẻ như số 19 hay là thầy Đúng thì nó lại ra một cái đáp án là số chẵn 90 nè, là rồi, nó bỏ luôn số 19 luôn thầy. bởi Nó bỏ vì luôn số số 19 có phải là số chẵn đâu. nhờ nó kêu là từ 1 tới n mà À, thầy. từ 1 đến n, nhưng mà những thằng nào chẵn thì nó mới cộng, còn những thằng nào lẻ là đó là những cái thằng không thỏa À, vậy thì bài này con đúng không thầy? mãn. Nó chạy như là chính xác rồi. Dạ cảm ơn thầy nhiều. Tuy nhiên thì ta có thể làm tốt hơn nữa không? Vì ở phần này ta chưa học đến câu lệnh lập for mà vẫn phải giải quyết được nó. Bây À, giờ dùng cái công thức cho về quy nạp đúng không này?
Đúng rồi, về con mong ngồi mò công thức vậy. Dạ, cảm ơn thầy nhiều. Thầy trò mình đang ở cái phần cấu trúc tuần tự nên ta thử xem bài này nếu không sử dụng câu lệnh lặp thì ta làm như thế nào. Ta có thể lấn thêm một tí cấu trúc dãy nhánh cũng được, nhưng ta chưa cần sử dụng lặp mà vẫn giải quyết được nó. Rồi, xin mời các bạn chủ động hỏi và chia sẻ. Có bạn nào vừa hỏi như nhỉ? Chưa kịp bật cửa sổ chat lên. Chú đăng bài 20 đã giải quyết được chưa em? Sau khi cái chỗ S thì em lấy em nhân nó với thằng một là l nhân với nhé, thì khi đó thì cái thằng A nhân với thằng A thì nó mới nhảy sang lên tới được 14, 18 được, bởi vì thằng A nó là kiểu int, A nhân A nó vẫn là int, do đó cần phải nhân nó với một là l để nó lưu kết quả sang không gian bộ nhớ long long và nó chứa được kết quả của bài toán, nó không bị sai kết quả. Nó có ra là kết quả một số nguyên dương nhưng nó lại bị để sai kết quả thì nó lại bằng nhau, đúng không? Để lại không. Rồi còn lại bên cạnh đấy cái dòng số 12 em phải sử dụng fit set precision số 2 nhé. Được rồi. Như vậy thì khi mình làm mình cũng cần quan tâm là đối với các biến kiểu số thực, khi mà ta đang khai báo một cái chữ float thì trong đầu hoặc là double ấy, thì trong đầu của mình trong khi mà mình code thì mình phải luôn coi nhảy số là kiểu gì đi nữa, ta cũng phải viết có quy cách khi ta đưa kết quả ra. Nên trong cái quá trình mình làm mình không bị mất quá nhiều lần nộp bài, mà bởi vì đi thi trên thực tế các em cũng chỉ được nộp bài mỗi một lần duy nhất thôi mà. Trong một số kỳ thi thì người ta có server thì các bạn được nộp bài nhiều lần, nhưng thông thường trong các kỳ thi học sinh giỏi nói chung thì các kỳ thi thì ta chỉ nộp bài mỗi một phát. Vậy ngay từ đầu, ngay từ lúc cài đặt chương trình, ở cái phần này các bạn để ý là thầy kéo cái thời lượng buổi học, tức là số lượng buổi học phần cấu trúc tuần tự rất nhiều, bởi lẽ đang rèn cho các em một cái kỹ năng, đó là ngay từ lúc đầu viết chương trình phải đúng. Trước khi nộp bài phải kiểm để xem chương trình của mình đã đúng hoàn toàn chưa, để tránh tình trạng đó là khi mà mình làm bài đến khi nộp nó lại đúng một phần hoặc là nó bị sai kết quả rất đáng tiếc, không phải là mình sai thuật toán mà sai cho cái quá trình như là nhập dữ liệu viết kết quả ra, nó sai quy cách thì nó rất đáng tiếc. Ủa? Sao thế mít của thầy bay màu này? Anh đang chấm bài của Đăng này. Các bạn đang nộp bài 20 dẫn đến là thầy đang không tương tác vào.
hệ thống. À, chú Khánh, chú Dũng cứ mạnh dạn chia sẻ bài làm của các bạn. À. À, rồi, may quá. À, bài 21 có rồi nhé. Xin mời các bạn nộp bài để kiểm tra lại cái bài 21. Bài 21 các bạn kết quả lấy chính xác đến 3 chữ số thập phân nhé. Các bạn sửa lại cho thầy bài 21 là kết quả lấy chính xác đến 3 chữ số thập phân. Đang kiểm tra lại test bài 21. Rồi, chúng ta tiếp tục nhé. Như vậy thì qua cái bài vừa rồi thì ta nhận thấy ở cái bài 20 ấy, thì đề bài cắt cái bánh chưng thành 4 phần nên diện tích của nó sẽ bằng là bằng A chia cho 4. A bình chia cho 4. Nó vẫn sẽ bằng diện tích của nó chia cho 4. Và cái biến S của ta khai báo kiểu float. Bài số bài bánh pizza của đã xong. Bây giờ ta sẽ bài bánh pizza các bạn là nộp bài lên trên hệ thống được rồi nhé. Bạn nào nộp mà chưa chấm đi và kiểm tra đây, có thể kiểm tra lại xem. Hôm nay thầy cho mình cố gắng học hiệu quả hơn một chút. Nhầm. À, trong lúc các bạn nào mà ở nhà làm bài mà không vào được hệ thống hoặc là sau cái khóa học này học cùng với thầy rồi mà khi nào các bạn muốn ôn luyện lại mà tài khoản mà không vào được thì các bạn cứ nhắn qua Zalo hoặc nhắn qua nhóm nhé để thầy cấp lại tài khoản mới cho các bạn để các em tự ôn luyện lại. Vì cái tài khoản cấp cho các bạn đơn giản mà thầy có file Excel cứ kéo vào đó là cho cái cấp tới các bạn học sinh. Thậm chí các thầy cô ở các cái tỉnh bạn cũng xin tài khoản để cho học sinh của các thầy cô. Tuy nhiên thì cái file của thầy thì thầy có hai cái hệ thống chấm. Thỉnh thoảng hai cái hệ thống chấm này nó xung đột với nhau cái thế là thầy bay màu luôn cả cái server. Thế là lại phải tạo lại tài khoản một lần. Nên hôm rồi thầy mới tạo lại tài khoản, bây giờ còn vừa có khoảng tầm 117 bạn học viên mới đang học. Thầy số lượng các bạn đang nộp bài. À, Khang ơi, cái bài số 21 là lấy chính xác đến 3 chữ số thập phân nhé. Khi CL ta sẽ sử dụng CL Fixed Precision 3 nhé. Để thầy ghi chính xác rồi. À, khi đấy thầy tạo hơi quá tay tí nên tạo này. Có bạn nào nộp được bài 21 chưa? Tuấn Hải đâu? Bài 21 của con đâu? À, thì đang nộp bài Đức Hoàng. Em đang nộp đang chấm TT20. Trời ơi. Nhất quá để phải phát bớt các ứng dụng. Ủa, sao là kết quả khá đáp án nhỉ? À, các bạn để thầy gửi lại test bài 21 để xem các bạn chạy lại hay là thế thì chạy về bằng 4. À, các bạn chạy thử thầy với test n bằng 4 nó ra bằng bao nhiêu nhé?
bạn thử tại chạy bài 21 với test bằng 43 ra bao nhiêu Tuấn Hải và các bạn Khang nữa. Hãy chạy thử giúp thầy với kết quả bằng 4 nó ra bằng bao nhiêu. Để thầy kiểm tra cái test thầy vừa tạo nó có đúng không hay lại loại. Dèo. Vì thế có hai bạn nộp nó báo đỏ này thì chứng tỏ có nguy cơ chưa đúng. Đấy này, Sao test không? cũng là bài mấy vậy thầy? Hả? Test là 4 là bài mấy vậy thầy? Là bài TT bài 21 đi. À đúng ạ. Với n bằng 4 thì nó ra kết quả bao nhiêu? Đấy thầy, chu vi bằng 11.14. Còn diện tích bằng 6.28 ạ. Nó ra bao nhiêu Tuấn Hải nhỉ? Ủa, nó ra từ bé. Ra là 11.14 là Rồi. chu còn 6.28. Rồi. Thế các bạn sửa lại giúp thầy là lấy chính xác đến 3 chữ số thập phân nhé. Thì nó phải ra được là 11,140 và 6,280 nhé. Tức là sau dấu phẩy mình sẽ lấy chính xác đến 3 chữ số thập phân. Ok. Cái này là do thầy mình khi đây nhớ tay tạo ra ba chữ số thập phân. Các bạn đang nộp với cô là lấy hai chữ số thập phân đúng không? Nên nó báo đỏ. Thầy đã trừ 0,1 điểm cho mọi người ạ. Thực tế là Tuấn Hải và các bạn đang donate cho thầy 0,1 điểm. Rồi. Có bạn nào gặp khó khăn Khánh đâu, Dũng đâu? Quang Trung các bạn cứ mạnh dạn đi học với thầy về chủ động sáng tạo, sau này các bạn đi ra doanh nghiệp làm thế mình làm ở trong một cái phòng nào đó thì cứ mạnh dạn chủ động chứ không chờ thời chờ đợi cơ hội đến, bây giờ cơ hội là do mình tạo ra mà, nên chủ động sáng tạo nói cho người ta biết mình cần cái gì, mình tạo cơ hội cho người khác nữa. Ngoài việc mình giải quyết vấn đề của mình có rất nhiều kỹ năng mà các bạn sẽ có được, trong đó chủ động sáng tạo. Trong khi 500 anh em đang donate cho thầy cái bài 21 bằng màu đỏ ở rất đẹp thì thôi sao lát đấy nhỉ, có mỗi cái bảng này mình cũng không chạy được là cái. Có ai đã được full điểm chưa? Ê, tao test bài 22 xong chưa rồi? Chua chờ rồi có Tuấn Hải. Đã, ủa sao đang nghe mất tên nào nhỉ, cướp 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 khác test 6 để thì sửa luôn test 6. What? Tại sao test 6 bạn đã èo hay là do thầy tạo nhanh quá nên nó bị sai, nên ta cũng phải thử lại. Test 6 là 18. Ủa?
Và Tuấn Hải thì chạy 18 và các bạn chạy 18 ra xem kết quả bằng bao nhiêu. Vâng, bảng ranh chưa gì đã bay màu rồi. Con ra là 50.130 và 127.170 ạ. Thế thì thầy trò mình, em đi xa quá, em Tại đi sao Trần Minh Đăng lại bị ngược lại đấy? để đây. Ở phần thập phân. 127 50 chấm 130 rồi. Đợi thầy thử. Đợi trên máy của lại đi, cái code block của thầy nó cũng chẳng thể chạy nữa. Thầy ăn ở tốt như thế mà sao em nó lỡ đồng nào. Sao nó ra không đúng. Hiện nay có nhiều cái công cụ để hỗ trợ tạo test, tuy nhiên thì việc kiểm soát giá trị của test như mình mong muốn thì chạy bằng cơm quá. Nó ra 50 mà. Rồi nó ra 50 nhá. Các bạn nộp lại bài xem còn test nào sai nữa nhỉ. Ủa? Mọi người đâu hết rồi. Tối nay xe sai test mấy đấy nhỉ? Đấy thì đấy em báo sai test 6. Nhưng bây giờ bằng ranh lại bay màu rồi. Ở đây đang chấm bài của Tuấn Hải. Lạ biết. Nó có 18 bài sao đổi. Nguyên Khang sai. Nguyên Khang lấy kết quả lấy chính xác đến 3 chữ số thập phân nhé. Đấy Nguyên Khang đỏ lừ bảng xanh. À, bị sai công thức à? Rồi Tuấn Hải cơ. Cái 6. Cái 6 thì vừa ấy lại Tuấn Hải chấm lại. Cái 8. Đang nộp bài bài của Đăng à, đang chấm lại bài của Đăng.
đăng đã khang đã èo khang đã èo tại sao khang lại đỏ lùi như thế. Tám 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 cái này dễ chứ. Không hai bốn năm ba của cái tám cái mình chạy sai buồn quá. Server của mình. Tối nay còn test nào nữa em nhỉ? Hệ thống báo chấm còn test nào chưa qua thì các bạn là báo giúp thầy để thầy edit lại cho nó chính xác. Rồi, khoảng 2 phút nữa xong ta sẽ tiếp tục bài toán mới nhé. Sau đó các bạn sẽ tích cực nộp lại bài sau để tránh thì mất nhiều thời gian. Một mươi hai cái sáu cái Thầy ơi, cái bài à. 21 của con giống như là nó không sửa luôn á thầy. Mà dù con test nó ra kết quả đúng rồi này. Rồi thì bây giờ xin mời em chia sẻ màn hình luôn. Dạ. Nó ra đúng rồi nhỉ. Dạ đúng rồi. À nha. Để đưa ra thằng nào trước này. Từ chu vi nhà trước đưa diện tích ra sau. C là chu vi. Là diện tích. Đó đúng rồi mà. Thế em copy lại lần nữa xem. Xong Dạ nộp. dạ Khả năng là nó vẫn ăn theo bờ. Trước khi này copy vẫn nộp. Đạt sao eo rồi em. Đạt chia sẻ màn hình. xong rồi dạ cảm ơn thầy nhiều dạ. Đang chia sẻ màn hình nào? Tuấn Hải đọc lại nhé, test thì mình cập nhật rồi. Nhập R, pi như R bình là diện tích, chu vi bằng 2 nhân pi R, rồi S thì bằng S chia 8, P thì bằng là P chia 8 cộng 2 nhân R, fixed present. À, đưa P ra trước, sẽ đưa S ra sau nhé. Em đảo ngược ở dòng số 14. Với những bài này mình đang và hình thành kỹ năng làm và nộp bài. Sau bài này thì thầy sẽ chữa các bài hết một lượt nhé. Sau đó các bạn sẽ vừa nghe giảng vừa cốt các cái bài khác. Có lẽ ta nghe giảng hết hết một lượt đi. Sau đó trong thời gian đó các bạn sẽ chia sẻ bài làm cốt. Để hôm nay cho thầy trò mình sẽ chốt luôn xong phần này để chuyển sang nội dung kế tiếp. Thì hôm nay đã là 11 tháng 7 rồi. Từ giờ đến 30 tháng 7 là thầy cho mình để xong được cái phần yêu cầu cần đạt của cái giới hạn đặt ra. Lạc quá. Rồi Khang đã ok rồi. Tuấn Hải nộp lại con nhé.
đăng nộp lại, đạt nộp lại nhé. Đăng đăng nộp xong rồi ngồi cả dành cả tuổi thanh xuân để chờ nó đăng chấm bài của bạn Anh Vũ. Cái hệ thống này mình thấy không không muốn đổi về server nên nhiều. Đổi server này có một cái ưu điểm là cái hệ thống bài nó dễ xem bài làm của các em, nhưng mà nó có một cái hạn chế đó là nó em refresh lại hệ thống xem đã trả điểm chưa, xem ra bên máy thầy nó đang chấm bài của ai đấy. Đang chấm bài của anh Vũ sang tết 10 rồi. Rồi, bây giờ mới bắt đầu chấm bài của Đăng. Rồi, xin mời các bạn khác có câu hỏi nào, xin mời các em chủ động chia sẻ bài làm của mình. Đây, hệ thống đang chấm bài của Đăng. Tuấn Hải nộp bài lại để phút điểm nhé. Sau đó thầy trò mình sẽ chuyển sang bài kế tiếp. Đạt đang được 6 điểm. Chấm thế nào ra được 6 điểm ngầu vậy ta? Để ý các biến phải kiểu số thực nhé. Khi viết ra là viết set precision lấy 3 chữ số thập phân. Ủa, thế là bài màu luôn, các bạn danh. Thế là mình lại. Tắt bớt ứng dụng. Cái nào không nhỉ? Cái này cái máy của thầy nó đã. Mọi người chấm nhiều quá, nó đang nóng máy. Để tôi tìm có cách nào. Rồi, hệ thống đang chấm bài của các bạn. Bây giờ là 8:30, thầy trò mình sẽ đi nhanh qua phần thuật toán của các bài nhé. Vừa rồi chúng ta đang làm bài 30, bài 21. Ở bài này lấy chính xác đến 3 chữ số thập phân, và lưu ý đề bài người ta hỏi là đưa tính cái nào trước thì ta đưa cái đó ra trước nhé. Video bài giảng chắc ngày mai thầy ngồi rảnh rỗi thầy sẽ up video từ buổi 1 cho đến buổi 6, buổi 7 lên. Rồi ta sang kế tiếp bài số 22. Đề bài của bài 22 là tóm lại là thầy Thành rất thích ăn thạch dầu câu. Cái khay chứa thạch thì có hình là các cái hình tam giác có cạnh lần lượt là A1 B1 C1. Cái khay thứ hai có cạnh lần lượt là A2 B2 C2 C2. Các bạn để ý mà để thầy tí thêm cái hình vẽ vào cho nó đẹp ngầu hơn. Thay vào cho nó đẹp. Đúng rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ thực hiện công việc là
Để tính diện tích của các cái khay hình tam giác này thì ta đã có một cái công thức để tính diện tích tam giác là công thức Hê-rông. Vậy thì ta tính diện tích tam giác theo công thức Hê-rông thì công thức Hê-rông khi tính diện tích tam giác thì ta có tam giác thứ nhất. Người ta gọi P1 thì bằng nửa chu vi. Thì P1 thì nó sẽ là bằng là A1 cộng B1 cộng với C1 để chia cho 2. P1 gọi là nửa chu vi. Khi đó S1 của ta sẽ bằng căn bậc 2 của P nhân với P trừ đi A1 nhân, ở đây thầy đang sử dụng thằng P1 là nửa chu vi đấy, nhân với P thằng trừ A2 nhân với, xin lỗi các bạn, đây là B1 nhân với P1 trừ đi C1 đấy. Như vậy thì ở đây là cái công thức tính diện tích tam giác theo công thức Hê-rông để tính được diện tích chu tam giác. Thứ nhất, thông qua P1 là nửa chu vi thì S thì bằng căn bậc 2 của P nhân P trừ A nhân P trừ B nhân P trừ C. Do ta đang tính diện tích của tam giác thứ nhất nên ta sử dụng là P1 và P2. Khi code thì chương trình thì các bạn nhớ giữa toán tử và toán hạng các bạn cách nó ra cho nó đẹp. Khi sửa thì sửa cho hết nếu copy paste, nên nếu không thầy trò mình không phát hiện nó sai được đâu. Rồi sau khi thực hiện xong thằng trên thì ta thu được S1, S2 là diện tích của tam giác. Vậy thì ta đưa S1, S2 ra. Hãy lưu ý rằng nếu mà ở đây ABC là các số nguyên thì các bạn nhớ nhé. Khi liên quan tới kết quả là một phân số thì cần ép tử số thành số thực để nó thực hiện phép toán chia số thực. Rồi trên đây là cái bài toán số 22. Xin mời Khánh cùng Dũng và các bạn ta sẽ cài đặt chương trình bài số 22 này nhé. Thầy gửi qua cửa sổ chat để các bạn nào mà chưa vào Zalo xem được thì lan qua. Thầy gửi lại cái nhóm Zalo của lớp, bạn nào mà chưa có Zalo và mới có mỗi phụ huynh vào thì các bạn vào trong nhóm nhé để lấy bài. Đó, bài số 22. Vậy với bài số 22 này thì ta tính được kết quả lấy chính xác đến hai chữ số thập phân thôi nhé. Vậy thì xem hệ thống đã chấm bài xong của mọi người bài 21 chưa? Tôi đang chấm một cách nhanh, rất tích cực. Tối nay có lẽ tối nay, hôm qua thầy đang chấm lại toàn bộ cái số bài làm của thí sinh, nhưng mà sáng nay bạn hàng xóm bạn tắt mất, nên là mất bài làm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang tiếp bài. Như vậy vừa rồi là bài 22 nhé. Với bài 22 như trên có bạn nào thắc mắc gì xin mời các bạn comment vào cửa sổ chat hoặc là báo cho mình biết. Bài số 22. Lấy thầy tạm test luôn. Về các bạn này sẽ code luôn nhé để cho đỡ hỏi các bạn là ngồi chờ lâu. Máy không thể nó cũng chẳng buồn thèm tìm nữa. Ủa, thế bài à, 22 có test rồi à, thầy vừa tạo test rồi. Nhưng mà thầy chưa reload những bài của Mai Phương xem. Được.
Rồi bây giờ ta đang ở bài TT bài 22, xin mời các bạn lần lượt chia sẻ bài làm của mình nhé, theo thứ tự từ bé đến lớn. Xin mời đi từ trên xuống dưới đi. Xin mời anh Vũ nè. Em chủ động chia sẻ màn hình nhé. Bây giờ thầy sẽ gọi theo tên đi để các em xem các em đang làm từ đâu. Ta tạo file input để tạo file input thì thầy có tổ hợp phím Ctrl Shift N. Đây là hai tam giác Pythagore có diện tích bằng nhau. Kết quả đấy chính xác đến hai chữ số thập phân nhé, hai chữ số thập phân. Ủa, sao tam giác này có diện tích gì lạ vậy? 17 hướng. A1, B1, C1, B2, C2, A thì bằng, ôi giời ơi, công thức Hê-rông mà bạn này bạn làm như này, chịu nào Mai Phương này được. Lạc qua, rồi, còn 66. Rồi xin mời các bạn chia sẻ bài làm nhé. Xin mời anh Vũ, Tiến Đạt, Tuấn Hải các em chia sẻ bài làm của mình. Với bài 22 nhé. Còn nếu không xin mời các bạn tiếp tục viết chương trình bài 22. Chờ mấy giây nữa thì bài 22 thì nó tạo tiếp đây. Bài 22. Cảm giác bạn 45. Tạo bộ số này. Vâng, anh Vũ cứ mạnh dạn lên, không có gì phải ngại, các bạn cứ mạnh dạn chủ động làm bài. Có sai không thầy? Con nháy chuột phải format lại code cho nó đẹp lộng lẫy lên. Ở cái nháy chuột phải ở giữa màn hình ấy, chọn format. Chọn chữ format user style.
À, về. À, thầy phát hiện ra bạn khi nãy bạn làm sai nhiều quá cái nàng Mai Phương này. À, ba mười rồi ok. À, thầy sửa lại cái code đấy thầy gửi lại ở trong nhóm để cho anh Vũ và các bạn quan sát lại cái giải thuật công thức Hy-rông nó sai của cái bài khi đấy của một bạn học sinh để lấy code ra thầy gửi ở trong nhóm nhé. Công thức Hy-rông nó bằng căn bậc 2 của P nhân P trừ A nhân P trừ B nhân P trừ C. Trong đó thì ta có P là nửa chu vi của tam giác thứ nhất. Xong là P1 ở đây thì ta các bạn có biến T và biến Q là nửa tam giác thứ nhất và nửa tam giác thứ hai. Và sửa lại như trên thì mới đúng được nhé. Trong ngày. Dạ vâng. Mình giải lên. À, xin mời Tuấn Hải chia sẻ bài 22 nào. Chia sẻ mà mình không này nói lỏng rồi. Nó mà này ạ. Thì có nói trong diễn giải một lời để thầy có thể đánh giá con luôn. Mà này. Vừa chia sẻ và vừa nói một lời có điểm nắng như thế nào, câu lệnh này có ý nghĩa gì, thầy xem có được chưa, có cần cải tiến cái gì không Đấy, đấy. có gợi ý của bố nói rất chính xác đấy. À, như vậy vừa rồi thì em cho A1, A2, A3 là lần lượt cạnh của tam giác thứ nhất. Cạnh tam giác thứ hai là B1, B2, B3. P1 thì sẽ là nửa chu vi của tam giác thứ nhất thì S1 sẽ là theo công thức Hy-rông tính bởi thằng trên. S2 tính bởi theo công thức trên. Và sau đó ta đưa các biến ra. Rồi, hoàn toàn chính xác. Cái chỗ đó sử dụng float hoặc double đều được. Rồi em chạy thử chương trình với bộ số 5, 6, 7, 8, 9, 10 xem nó như thế nào. 5, 5 6 7, 8, 9, 10 đúng rồi. 5 6 7 8 9 10 và đừng không thấy. Nó ra là 10. Được rồi, ok. Như vậy là rồi chờ đợi tí sẽ có test nộp luôn. Chưa nộp vội nha, cứ bình tĩnh. À, các bạn rồi cảm ơn Tuấn Hải. Tuấn Hải có câu hỏi nào không em? Với cái bài này. Bài này thì nó là bài công thức Hy-rông để tính diện tích tam giác. Hãy nhớ rằng là công thức Hy-rông được áp dụng rất nhiều trong lập trình. Và sau này mình sẽ dùng nó được nói chung rất nhiều việc. À, nó có một số các cái tính chất của hình học thì trong lập trình mình dùng đến nó. À, sau ngày hôm nay thì trò mình sẽ có chủ đề kế tiếp nó khá hay. Các cái bài tập áp dụng cấu trúc tuần tự và có một chút về cấu trúc rẽ nhánh theo hướng đề thi. Và khi đó các bạn sẽ có những cuộc thi đấu hay để biết được thứ hạng của các bạn là sau cái đợt học đầu tiên. Nên là cái tập bài mà thầy trò mình đang làm, bạn nào chưa hoàn thành xong thì các em hãy dành thời gian để hoàn thành nhé. Hôm nay thì thầy trò mình sẽ cố gắng dành thời gian làm cho đủ hết tất cả các bài. Và chạy tiến độ để cho kịp
cái khung chương trình đưa ra. Ở cái giai đoạn này thì qua quan sát bài làm của các em thì cảm nhận được là các em đã biết cách chọn biến kiểu dữ liệu cho các biến, biết cách viết có quy cách, làm việc được với tệp, làm chạy và chấm với các bài này trên hệ thống. Tổ chức chương trình nhiều, tuy vẫn phải mất nhiều lần chấm bởi vì cái định dạng trong đề thi nó nói chưa rõ ràng và các nó không có test mô phỏng nên là các bạn phải tưởng tượng cái kết quả khá nhiều. Nhưng khi với trong một đề thi thường nó rất tường minh rõ ràng và các em sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên cái gì dễ dàng quá thì nó cũng không tốt. Đấy, nên nó phải khó một tí để cho các bạn là tư duy. Cái hệ thống này thì cái lượng bài mới này thì là do cái thầy này đang biên soạn nên nó mới hoàn toàn, nên sắp tới ta sẽ chuyển sang một cái hệ thống bài tập kế tiếp thầy đã biên soạn xong trong mấy ngày vừa rồi. Rồi xin mời các bạn nộp bài 22, bài 22 lên nhé. Xin mời các em nộp bài 22 lên hệ thống. Kết quả lấy chính xác đến hai chữ số thập phân. Tại vì tại sao bà 21 của con bảo là bị lỗi vậy? Từ từ, nó báo biết gì lỗi á, chắc là quá trình con copy nó bị èo thôi. Dạ. Chắc cái quá trình copy mình copy thiếu dấu chơi, dấu thăng, dấu thiếp gì đấy. Đấy, nó báo biến R chưa khai báo. Nhiều khi mình copy hoặc là mình có bị thiếu thì nó vẫn đây. Đầu tiên đã cháu đúng được ở đây. Đấy. Control C, copy. Tại sao lại bảo hay gì? Thầy có người âm 3 điểm. Điện thoại. Gì của con? Con học xong bài chưa? Bắt gì đây rồi? Bé. Bí mai là bắt gì? Tí nữa. Rồi, lượn. Con nghe gì? Ủa? Sau bài 22 các bạn chấm toàn 2 điểm thế này. Ta thử test nhé. Bao thử test 2 à? Các bạn chạy test ở trong cửa sổ chat nhé. Test thứ nhất nó ra bao nhiêu? 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10 và PT21.
hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười. Nào, cái gì đấy? Kết thúc thứ ba. Có từ ba một đến ba, từ test một đến test mười là một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười đấy. Chết mất. Lơ 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 lơ. Phải. À, đâu mà 5 cách 6 cách 7 cách 8 cách 9 cách 10 mà. Một hai Từ ba số 5 đến số 10 mà. năm 5 sáu 6. Cách bảy cách nó ra chứ. Khi nhớ tốt nhất làm việc với tệp đi đỡ phải mất công chạy đi nhập lại. đây ạ. À, ta đang làm bài 22 mà. Em tắt cái cửa sổ chạy kia đi. Nhập 6 số. Số 5, số 6, số 7, số 8, số 9, số 10. Thế ạ. 1, 4, 7, 2, 7. Ủa? Cái thằng 2 bị sai à? Đợi thầy một tí nhá. Của thầy sao lại ra khác nhỉ? Tại sao? Vì sao khi em đi đến đâu? Các bạn khác chạy ra kết quả bao nhiêu? Có giống Tuấn Hải hay không? Các bạn comment vào cửa sổ chat để thầy biết nào. Không đúng càng không biết ạ, để đang kiểm tra lại. không tôi dùng hôm kia thì tôi vẫn chưa lên bây giờ input đầu vào và đầu ra thì tôi vẫn tốt kết quả thôi. Khi em được máy tính nó không khác gì như thế mà được. Mình cứ nhập vào vị trí mình muốn nó sẽ kích ra. Ủa, sao lại ra 2793 nhỉ? Để xem lại công thức nào. A cộng B cộng C chia 2 Q nhân 2 chia 2 B chia 2 C chia 2 chia 2 nhân cách Q nhân C nhân Ủa, cô Tuấn Hải quay trở lại thầy xem nào. Thầy thấy cốt của thầy cũng đúng mà. Có đúng không thầy? A à, một cộng A cộng A ba P một cộng B cộng B ba P một trừ A một P hai trừ A hai P ba trừ A ba đúng rồi T T T trừ A T trừ C một đúng rồi bằng T hai thì bằng ba thằng kia cộng lại T hai thằng ba thằng này cộng lại chia cho hai đây em dùng double double khi là TABC à đây rồi trời ơi tục tèo tôi rồi thật là buồn cho thầy Thành. Bất việc quá. Nó được ra ra 3420 phải không Tuấn Hải nhỉ? Tuấn Hải chạy thử là cái test kia nó có phải ra 3420 không? 120 3420 có phải không? 3 3 4 Không, 20 test khi nay cơ. 1 5 6 7 8 9 10 bỏ thêm nhiều các ở đây. Cái này không thấy. Đúng rồi. Đúng rồi, nó ra 3420 rồi. Hay. Thầy buồn với thầy quá. Chờ thầy một giây nữa thôi là xa nhau rồi. Hết một giây à? Hay Hết một giây chưa Tuấn à?
hết hết 1 phút rồi ạ. Các bạn khác đã thấy hết chưa? Thầy ăn cơm chưa? Rồi tối nay thầy ăn sớm, sớm thì thực tế chẳng phải lúc 7 giờ thầy tu ăn được bát cơm xong ra ở chỗ thầy là cái tối nó chập chập, tối nó hơi có dấu hiệu mưa, may quá nó không mưa. Ở chỗ Ở tối Hà nay Nội không hay mưa ạ. và các bạn trời có mưa không? Có ạ. Đây là mẹ được chỉ điểm tên. Một giây nữa thôi. Nhét cả cho em. Các bạn thang cút nhanh tay nhé. À, các bạn chạy thử hộ thầy cái test này xem nó ra bằng bao nhiêu. Thế nào vậy thầy? Trong Test chat này này thầy. cửa sổ chat xem nó. Xem nó có ra giống như cái thầy của thầy không? Rồi, thầy sao không có gì xây lần nhập vào 8 đến 13. Đúng rồi ạ. Để chứng tỏ thầy vẫn ăn ở tốt. Như vậy là test có vẻ đúng rồi đấy. Còn một test nữa để sửa lại. Ồ. Thế thầy, cái bài nó dài quá nên thầy không tạo cách kịp kịp để có mà sửa lại không thầy? Cái hệ thống bài này nó là cái hệ thống bài thầy mới nghĩ ra vì mới nghĩ ra nên nó chưa có test, còn cái hệ thống bài có test thì nó có sẵn rồi, hôm tới thì mình mới dùng tới đó. Và ở cái phần này thì thầy đang thay đổi chiến thuật một chút về trong việc dạy các em, nên vì thay đổi chiến thuật nên cái chuẩn bị bài nó cũng sẽ mới chứ nó không. Được rồi, xin mời các bạn nộp lại bài số 22 nhé. Vâng, vừa nói xong ông Đức Hoàng nó đang nộp bài 21 rồi. Các bạn nộp lại bài số 22 nhé. Xin mời các em nộp lại trên server. Các em cố gắng chủ động chia sẻ bài làm để và tương tác với thầy để chúng ta sẽ có cái buổi học hiệu quả hơn. Ở cái bài số 22 vừa rồi thì chúng ta đã giải quyết được với mô hình bài toán là đã đi áp dụng công thức Là hiện đây tính diện tích của tam giác. bài vào Đang là đang
Bây giờ server của thầy sẽ phải load rất nhiều một lần nữa. Có một số bạn vẫn đang đổ bài 21. Rồi, trong lúc đó thì thầy trò mình chuyển tiếp sang bài 23 nhé. Hôm nay cái thời gian thầy trò mình khá thoải mái. Ôi chết rồi, thầy nhớ ra mất 9:30 thầy này. Thôi thế tăng tốc một chút, thì 9:30 hôm nay thầy mất cái chương trình nâng lương cao. Tối nay có 9:30 có chương trình lớp nâng cao, bạn nào mà có năng lực học được các bạn cứ tham dự học cùng Cúc cái đường link này nhé, chương trình 9:30 ở lớp nâng cao à. Thì các bạn là có năng lực thì các bạn tham dự học nó hơi khó một tí thôi nhưng mà học cũng vui. cho con xin link ạ. À, cứ nhảy vào học thoải mái. Thế các bạn chỉ cần đăng ký học với thầy một lần, hôm nào cứ có được link này nhảy vào là học sẽ có mà. Rồi về chùa thầy cho mình sẽ sang, thôi bây giờ còn khoảng 30 phút nữa thì ta sẽ tạm dừng cái việc chấm bài lại để ta chạy cho kịp tiến độ nhé. Ở cái bài vừa rồi thì chúng ta một lần nữa được ứng dụng công thức Hê-rông để tính chu vi và diện tích của tam giác. Và vừa rồi ta đã áp dụng được tam giác là tính diện tích tam giác. Rồi kế tiếp bài 23. Đề bài số 23 là viết chương trình nhập vào một số nguyên dương có 5 chữ số. Như vậy thì ta nhập số nguyên dương N là số có 5 chữ số. Rồi tính tổng các chữ hai chữ số đầu tiên với hai chữ số cuối cùng của N. Ví dụ như số N 1 2 3 4 5 thì hai số đầu tiên là số 12, hai số cuối cùng là số 45 và cái tổng hai chữ số đầu tiên và hai số chữ số cuối cùng của nó là bằng 57. Vậy thì bài toán này ta nghĩ ngay đến cái bài toán là tách các chữ số của một số, đúng không? Vậy thì ta đưa ra tổng tính được. Bạn trả lời đi. Một số nếu bạn làm bài này thì dùng tay sẽ về làm gì 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 làm sao mà dùng não như vậy thế chạy đi uống nước. Thầy đã quay trở lại sau khi đi uống nước. Rồi, như vậy thì ở cái bài toán này thì ta nhận thấy chúng ta cần phải tách các chữ số của một số ra. Vậy nhu cầu tách các chữ số của một số ra thì lần trước thì ta cũng đã đề cập đến. Chia lấy ghi cho 100. Đúng rồi. Ta tách các chữ số của N. Bây giờ chúng ta sẽ tách theo phương pháp chạy bàn cơm nhá. Đầu tiên ta sẽ tách chữ số ở hàng đơn vị trước. Ở đây thì để đưa ra một cái mô hình bài toán chung cho các bạn rất dễ nhớ thì ta sẽ tách các chữ số ở hàng đơn vị. Chữ số này lần lượt là A, B, C, D, E. Vậy thì theo phương pháp Thầy xem hai đứa học kiểu mà thấy nghe bao giờ học kiểu mạng à, cái này ta đang sử dụng theo phương pháp chạy bằng cơm, tức là ta chưa sử dụng các cái kỹ thuật có sẵn như bao gồm câu lệnh lập while, kiểu dữ liệu sâu, kiểu dữ liệu mảng, mà cái ta đang sử dụng là bắt buộc phải sử dụng cấu trúc tuần tự để làm nó. này có được dùng for không thầy? Không được. Cái của chúng ta đang rèn kỹ năng tách các chữ số của số bằng cách phép toán chia nguyên và chia dư. Đang là số học chứ không được áp dụng công nghệ chỗ này. Ok Ta có E thì bằng N chia dư cho 10. Vậy thì số ta các bạn đều nhận thấy rằng số 1, 2, 3, 4, 5 khi chia nguyên cho 10 thì nó sẽ thu được số là 1, 2, 3, 4 và nó dư là 5. Như vậy để tách được chữ số ở hàng đơn vị của một số thì ta lấy cả cái số nguyên đó chia cho 10 lấy phần dư. Do đó thầy lấy n chia 10 lấy phần dư là thầy tách được số ở hàng đơn vị. Tóm lại, muốn tách chữ số ở hàng đơn vị ta lấy số đó chia dư cho 10. Sau khi chia dư cho 10 xong thì phần còn lại là các số thầy cần quan tâm thì thầy lưu nó vào giá trị n mới.
Do đó, giá trị n của thầy trong vòng lặp mới sẽ có giá trị bằng n cũ chia nguyên cho 10, bằng n chia nguyên cho 10. Ở chỗ này cái như vậy thì khi thầy lấy số 1 2 3 4 5 chia nguyên cho 10 thì thầy thu được số 1 2 3 4. Và bây giờ bài toán mới của thầy là bài toán cho số nguyên dương n là số có 4 chữ số. Công việc kế tiếp của thầy là thầy có nhu cầu tách số 4 ra. Vậy thì theo phương pháp chạy bằng cơm thì thầy cho mình lại tách d thì bằng lại n chia nguyên cho 10. À, chia dư cho 10. Vậy thì chỗ này các em cần chia tiếp cho 10. Thì ta được là 1, 2, 3, dư 4. Vậy thì ta số 4 này ta lưu vào thằng D. Như thế thầy, sao mình không chia chia luôn cho 100 thì thầy? À, ta cũng hoàn toàn có thể làm như thế được. À, ta đây đang làm như thế này để ta đưa ra một cái mô hình bài toán. Với mỗi số, ta sau khi cắt số hàng đơn vị thì phần còn lại của nó là phép toán chia nguyên cho 10. Sau này khi áp dụng vào cấu trúc lặp thì ta sẽ cắt đến khi nào nó bằng không thì ta dừng lại. Còn nếu sử dụng phép toán chia cho 10, ví dụ như ở bài này em chia cho 1.000 lấy phần nguyên, à chia cho 10.000 lấy phần nguyên thì em tách được số 1 đúng không? Hoặc là em chia cho 100 thì em sẽ lấy phần dư em được số 45. Sau đó em lại chia dư cho 10 thì ta em được số 5 cũng được. Đó cũng là một cách để làm. Tuy nhiên ta đang xây dựng theo cái hướng để hình thành ra rằng cái tính chất lặp nó thể hiện ở đây. Ở đây thì ta thấy n còn lại là số 1, 2, 3, nó bằng n chia nguyên cho 10. Ta lại lấy số 1, 2. N là một số có 5 chữ số. Đây, nhìn trên mô hình, bây giờ ta lại chia nguyên cho 10 phát nữa. Thì ta thu được 12 dư 3. À, số 3 là số 3 hàng đơn vị. Vậy thì ta có biệt C của thầy là bằng, chính là cái số 3 là biệt C đúng không? Thì là bằng là n chia dư cho 10 phát nữa. Khi đó n của thầy bằng có giá trị bằng 12, vậy n của thầy bằng n trước đó bằng số 123. 123 chia cho 10 lấy phần nguyên được 12. Rồi kế tiếp ta thu số B. À, khi ta nhìn viết thì nó hơi dài nhưng mà khi code copy paste là ta ấn tổ hợp phím Ctrl và chữ D là để double một cái dòng nào đó, duplicate cái dòng đấy là nó sẽ lặp lại một dòng. À, ví dụ thầy đang ở cái dòng này. Dòng này thầy muốn duplicate thầy ấn tổ hợp phím Ctrl D thì nó sẽ lặp lại cái dòng này. Nhá. Đặt trỏ chuột tại dòng định duplicate nó. Ta ấn Ctrl D cái là nó sẽ lặp lại. Thì code nó sẽ nhanh hơn. Rồi bây giờ một số 12 chia cho 10 thì ta được 1 dư 2, ta thu được số 2 lưu vào thằng B. Vậy B của thầy sẽ bằng thằng N chia dư cho 10. Sau đó N còn lại thì sẽ bằng là N chia nguyên cho 10. Vậy đây chính là thằng A, nhưng để công thức tổng quát thì mình vẫn lấy N chia dư cho 10. Đấy. Bây giờ được thằng 1 này chia cho 10. 1 chia 10 thì ta thu được là được 0 dư 1. Vậy số 1 này mình lưu nốt vào thằng A. Như vậy thì trên mô hình trên thầy cho mình đã thực hiện công việc là tách được các chữ số của một số, bao gồm có số tách từ hàng đơn vị trở đi. Và ta nhận thấy rằng cái vùng này nó lặp lại. Đấy, câu lệnh n phần trăm 10 và n bằng n chia 10. Và cụ thể ở đây ta thấy nó lặp lại đúng không? Vậy sau công việc như trên thầy cho mình đã tách được các chữ số của một số. À, rồi sau khi tách được chữ số của một số thì ta lại có nhu cầu ghép nó lại. Khi đó bây giờ ta sẽ thực hiện ghép. Người ta yêu cầu là lấy hai chữ số đầu tiên. Vậy thì ta sẽ thực hiện ghép hai chữ số đầu tiên đó là số nào? Số 1, 2 này theo thứ tự các biến nó là biến nào các em nhỉ? Số 1, 2 nó là biến nào trong danh các biến đây? Các bạn có thể comment cho thầy biết nào. Số 1, 2. Đăng cho thằng số 1, 2 là số DE. Là biến E và biến D và biến E. Đó là thằng này và thằng này. Các bạn hay khác cho thầy kết quả nào? Số hỏi các bạn cho thầy biết với n bằng 1, 2, 3, 4, 5 thì số 1, 2 này đó là biến nào và biến nào? Mạnh dạn lên. Khang, Trung, Khánh, Dũng, mạnh dạn lên. Xin vào không? Dạ thì biến nào Tuấn Hải, mạnh dạn lên. Cái gì
Thầy trả lời rồi. Bây giờ số 1 ạ. Thầy dùng nó nè. Nào, xin mời các bạn trả lời cho thầy biết. Cái số 12 của thầy sau khi tách xong thì số 1 có giá trị là ở biến nào trong các cái dãy lệnh này? Số 2 ở biến nào? Số 4 ở biến nào? Với số 5 ở biến nào? Mạnh dạn lên. Cho chuỗi lệnh như trên với n bằng 1, 2, 3, 4, 5. Hỏi A bằng bao nhiêu? B bằng bao nhiêu? Vân vân vân. Khang cho rằng là biến E có giá trị bằng 5, biến D có giá trị bằng 4, biến C có giá trị bằng 3, đúng không? Biến B có giá trị bằng 2 và biến A có giá trị bằng 1. Như vậy thì ở đây ta cũng nhận thấy luôn rằng phép toán là thằng n phần trăm 10 nó sẽ lấy số 1, 2, 3, 4, 5 chia dư cho 10 thì ta thu được số 5. Và số 5 này nó sẽ lưu vào biến E. Đấy. Vậy thì đây, số đây chính là biến E của thầy đây. Tương tự như vậy thì thầy có lấy n bằng n chia nguyên cho 10 thì n còn lại bằng 1, 2, 3, 4. Và 1, 2, 3, 4 này thầy chia dư cho 10 phát thì thầy thu được số 4. Thầy lưu vào biến D. Như vậy thì số 45 là số ghép bởi biến D và biến E. Tương tự như vậy thì ta có biến A là số 1 và biến có giá trị bằng 1, biến B có giá trị bằng 2. Vậy đây là số AB. Như vậy thì bây giờ ta ghép số AB thành số có hai chữ số, ghép DE thành số có hai chữ số. Các bạn hãy cho thầy biết nếu thầy có số 1 và có số 2, thầy phải ghép như thế nào để thu được số 12. Xin mời. Phải ghép như thế nào? Sau khi ghép xong số nào ở đứng ở hàng chục, số nào ở hàng đơn vị và số hàng chục phải cần nhân với bao nhiêu? Thầy, mình có thể lấy cái hàng trăm nghìn với cả hàng nghìn. Giả vờ là 1, 2, 3, 4, 5 sẽ lấy là 12 bằng cách chỉ cần phải tạo một biến số để lưu là n chia cho 1.000 ạ. Hoàn toàn được Tuấn Hải nhé. Sau khi Ý con đã thử nghiệm một chút ạ. cái đó là hoàn toàn được, bởi vì em đang thực hiện công việc là cắt trực tiếp lấy một khúc, đúng không? Em cắt khúc Vâng đầu, ạ. em cắt khúc cuối và em thực hiện luôn yêu cầu của bài toán. Đó là một cách làm tốt. Ngoài ra với cách làm như thế này thì ta ghép như thế nào để thành được một số nguyên? Có số 1, có số 2 làm thế nào để ghép được thành số 12? Ta có số 4 và số 5 thì làm sao ghép được thành số 45? Xin mời các bạn. Làm sao ghép được thành số 45? Nó phải sử dụng phép toán nào? Có số 4 và số 5, làm sao ghép được thành số 45? Kệ cái ghép mà mình chỉ cần lấy nó chia chia lấy dư cho 100 ạ. Không, thầy Hoặc là hỏi. mình lấy 4 nhân với cả 10 cộng với cả 5 cũng được. Rồi, rất chính xác. Như vậy thì thầy có số 1 và số 2 thì thầy sẽ có A nhân với 10 cộng với B. Số 2 là nó sẽ là bằng là D nhân với 10 cộng E. Đấy, nó là số 4 nhân với số 5. 4 nhân với 10, 40 cộng 5 bằng 45. Đúng không? Rồi, như vậy thì tới đây thì thầy thu được S1, S2. Đó chính là số ghép được bởi cả hai chữ số đầu tiên là còn hai chữ số cuối cùng thì ta thể lấy hai thằng cuối cùng là ghép lại với nhau thành số có hai chữ số, và bây giờ kết quả của bài toán của thầy là sẽ bằng là thằng S1 cộng với S2. Đấy, thì ở đây thì ta thực hiện cái công việc là bước 4 là ta đưa S2 nhé. Như vậy thì trên đây thầy trò mình đã giải quyết được cái bài toán số 23 cho cái bài toán là hãy thực hiện đi
tách các chữ số của một số ra và ghép nó lại thành một số nguyên thỏa mãn điều kiện của bài toán, và sau đó đi tìm cái giá trị cần tìm. Vậy trên đây là mô hình của bài toán khá hay, các bạn cái gửi cửa sổ chat các bạn có thể cài đặt được luôn, rồi có lẽ gửi vào Zalo để tí nữa nó có bay màu thầy trò mình vẫn còn một cái. À, như vậy thì trên đây là cái cách để ta làm. Và ngoài cách làm ra thì trong cái quá trình làm thì tương tác với Tuấn Hải cũng có chia sẻ rằng là ta có thể cắt trực tiếp nó thành các cái khúc. Ta có thể cắt lấy khúc khúc đầu bao gồm có hai số, khúc cuối hai số, và sau đó ta sẽ thực hiện lấy hai cái kết quả đó cộng lại. Bên cạnh đấy, cái cách thầy đang hướng dẫn là ta lần lượt tách các chữ số ra để sau này ta còn giải quyết nó với bài toán mới khác nhé. Nếu Rồi. mà mình có một bộ RAM với cả memory thì mình sẽ nhớ được là mình có thể làm như thế ạ. Rồi, Em hỏi đi. ok. Rồi, bây giờ các bạn sẽ cài đặt bài toán này, tranh thủ lúc này thầy tạm luôn test bài toán này nhé. Thôi thì đằng nào còn vài bài toán mới nữa thì ở phần tới ta sẽ tua nốt vậy, chứ không sắp đến 9:30 thầy lại có hẹn với các bạn lớp nâng cao. Nên thầy cho mình tạm test bài số 23 nhé. Xin mời các bạn cài đặt bài số 23 luôn. Rồi, xin mời các em chia sẻ màn hình của bài số 23. Xin mời Dũng, xin mời Khánh. Em cứ mạnh dạn lên. Khó đâu, hỏi thầy, hỏi bạn. Rồi, xin mời các bạn chia sẻ bài 23 nào. Mình sẽ chia sẻ bài làm. Ngoài cách thầy hướng dẫn các em có thể làm theo cách khác. Thầy có test chưa thầy? Chờ thêm 1 giây nữa thôi là xa luôn rồi. Ừ. Em Ok, có vừa về xong ạ. Thầy mắt thì it looks like two of them on lying on the ground. You should separate them so mẹ they can drive faster. Yeah. Do you know what the people are to? You should unfold them for them to drive faster. Unfold it, I destroy it. Don't care, just fold them to drive faster. Also, lastly, there's an extra paper. And there are two notebooks on top of each other. What the hell So is separate that? them like your mom and your What dad. the heck is wrong with you? Also, there's another paper there, which is Em full trai of đang Tuấn Hải lại nói gì ạ? À, lỡ vào mic rồi thầy ạ. À, bảo hai anh em lại cãi nhau gì à? Không, em con chỉ sách vở của em con bị ướt nên là phải giải ra toàn bộ khô nhanh ạ. Nhà này hay phết, cả nhà nói bằng tiếng Anh, đó cũng là ý tưởng rất hay. Không, nhưng mà thấy thầy Sao? giỏi tiếng Anh nhưng mà lại phải yếu tiếng Việt cơ ạ. Oh, Mới đau ạ. lạ chứ. Nhưng chứng tỏ mẹ của Tuấn Hải giờ là người rất giỏi trong gia đình mà Nhưng mà định các con
cùng biết được tiếng Anh như thế thì quá tuyệt vời. Chuyện Thế hệ mới này toàn là những đứa học giỏi tiếng Anh hơn tiếng Việt. phải đó, đó là thực sự là điều rất ngưỡng mộ đấy. Thầy cũng có Tính cả họ hàng nữa. thế á. Con đuổi thôi chứ họ hàng giỏi yếu chung không? Ý con là bình thường chứ. Thành thức không kết thúc gì à? Có gì không? Sau này các bạn có ngôn ngữ tốt, các bạn bay xa được. Nhưng mà con có cánh để bay xa đâu thầy. Thầy đang đấy. Thầy bảo con bảo thầy cho con xin đôi cánh. À thầy cho con xin đôi cánh ạ, để con biến anh thiên thiên thần ạ. Thế cố gắng lên. 60 giờ. Con biến anh gửi thiên tài với thiên thần ạ. À, học giỏi thoát hỏi quê hương ạ. Chính xác. Thầy có công nhận thương. Học giỏi thoát hỏi quê hương. Sau 10 năm họ làm việc, mình sẽ có đủ tiền để có mà vi chai ở Việt Nam mãi mãi. Mà học giỏi thôi, và nếu không thì tôi sẽ đi không biết làm gì. Rồi các bạn nộp bài 23 được rồi nhé. Oh my god. Rồi ạ, à, con chỉ còn một thứ nữa, đó chính là free open. Ui giời ơi. Cái thứ đau nhất thế giới. Thấy thầy có tính gì bác nam thầy vậy thầy. Rồi, xin mời các bạn nộp bài để xem. Con đã giúp server thầy nó bị tải, quá tải hơn. Khả năng cao là nó eo luôn đấy. Toa con. Ơ tại sao bạn là con nó lại không lốt thế này? Con được 40 điểm mà nó không lốt. Lát con hơi đi thôi. I mean that you're stuck. Lát hôm qua thì thôi đang chấm bài của anh Đức Hoàng. Như vậy thì cái bài số 23 thầy trò mình đang làm trong lúc các bạn đang chấm bài thì thầy cũng nhắc lại. Như vậy với cái bài này thì các bạn nhận thấy chúng ta đã có thêm cái thao tác là thao tác tách các chữ số của một số. Về bản chất việc tách chữ số thì ta nên tách chữ số ở hàng đơn vị trở đi để bằng cái cách cắt chữ số hàng đơn vị lưu vào và ta lưu lại cái phần còn lại của nó. Và từ đó thì ta sẽ giải quyết bài toán mới với cái số đã được cắt chữ số ở hàng đơn vị. Và sau này thì người ta sẽ có rất nhiều các bài toán liên quan tới lần lượt cắt các chữ số của một số nguyên dương n từ phải sang trái. Sau đó kiểm tra xem cái thú số thu được còn lại có thỏa mãn điều kiện bài toán hay không. Nếu thỏa mãn thì thực hiện đưa ra kết quả của bài toán. Thì đó là nó có hẳn một cái lớp bài toán như vậy. Thì trong cái phần bài 22 vừa bài 23 vừa rồi thì các em đã được giới thiệu một cái kỹ năng khá thú vị, đó là tách chữ số ở hàng đơn vị quăng đi và lấy cái phần nguyên còn lại sau đó lại mang đi tách tiếp. Ở bài này đơn giản là người ta yêu cầu có nhu cầu ghép nó thành số nguyên có hai chữ số. Thì ta lấy kết quả của phép toán trước nhân với 10 cộng với số đằng sau thì ta sẽ thu được được một số được đẩy lên ở hàng chục và một số sẽ kéo sự được nối vào thành hàng đơn vị. Tất nhiên sau khi học kiểu dữ liệu sâu kiểu mảng thì cái bài tập này nó sẽ giải quyết ngắn gọn hơn. Hoặc là như Tuấn Hải đề xuất, ta sử dụng cắt lấy các khúc có 2-3 chữ số một lần sau đó ghép nó vào luôn cũng được. Và đó là một cách làm. Ôi giời ơi,
bài 23 chưa thấy nói chấm. Để thầy kiểm tra lại test bài 23 xem có chỗ nào quyền đúng đặt tìm tài em. Ôi bảng xếp hạng đã bay màu. Rồi như vậy thì tới thời điểm này chúng ta đã giải quyết xong được cái bài toán trên. Sau đây thì ta còn có mỗi mấy bài này để có lẽ thầy sẽ tạo test sớm hơn để các bạn một bài để ta kết thúc cái nội dung phần cấu trúc tuần tự theo cái tính chất là rèn luyện kỹ năng đặt tên biến, biết cách tổ chức chương trình và thực hiện nộp và chấm bài một lần. Hãy cố gắng nộp và chấm bài một lần để đạt được điểm tối đa nhất nhé. Nộp và chấm bài một lần để đạt được điểm tối đa. Chứ tránh nộp nhiều lần. Nộp bay màu luôn cả server của thầy. Buồn, server của thầy đánh. Thầy nên lấy một cái máy MacBook ạ. Cái server của thầy không chạy trên nền tảng iOS. À, ở chỗ này đang sử dụng kiểu dữ liệu là INT nhé. Thì chỉ có đối với các số nguyên thì mới có phép toán chia nguyên, chia dư. Do đó cái ta không phải không sử dụng kiểu float mà ta sử dụng là kiểu INT nhé, dòng số 3 thay cho tất cả các biến ta đều khai báo là INT hết nhé. Thế thầy buổi nào thầy sẽ dạy vòng lập nhỉ thầy? Cứ bình tĩnh, cái chưa khung chương trình thầy đã đưa ra, còn cứ tuân thủ theo chương khung chương trình, làm bài thật tốt nhất có thể, viết chương trình đẹp một cách lộng lẫy, chấm bài một phát nó xanh lè lên chứ không đỏ lừ. Tại sao lại chữ không đỏ lừ? À, không đỏ lừ tức là nếu mà đỏ lừ thì chứng tỏ là nó bị sai kết quả, bị không điểm thì nó màu đỏ mà. Đấy là cái thứ đau lòng nhất thế giới ạ. Cố gắng kỹ năng rèn luyện trong mọi kỳ thi thì cơ hội chỉ đến một lần, do đó mình chấm bài một lần duy nhất. Rồi xin cảm ơn Đăng. Như vậy thì qua cái bài ngày hôm nay thì các bạn cũng đang rèn luyện tới các cái kỹ năng. Rồi thầy xin cảm ơn các bạn, xin cảm ơn Tiến Đạt, Khang, Đăng và Tuấn Hải và cùng anh Vũ với các bạn cả cô các bạn nào thì nếu mà có thích học ở lớp nâng cao cứ nhảy vào học cho vui nhá. Cái chương trình nâng cao nó hơi khó một tí, nhưng mà nếu mà lớp nâng cao mấy giờ vậy thầy ơi? Bây giờ vào luôn. Thầy thầy cho con vào học kém một tí xem là cái nâng cao đấy là nó mức độ cái sức nặng của nó thế nào so với cả cái vâng ạ, nhất trí ạ. Vâng em nhất trí. Vâng ạ. Vâng, xin chào cả nhà. Thầy gửi link đi thầy. Vẫn cái link cũ nhá. Chào thầy. Tại sao vẫn là cái link cũ? Con cứ ở đây mãi hả thầy? Không, mình thoát ra vào lại. Con chào thầy ạ.